Sau này, Bệnh viện Trung ương Huế đã cho ra viện hai bệnh nhân Nguyễn Tường Dũng, 70 tuổi và Phan Vui, 84 tuổi, trú tại thành phố Huế sau khi ghép giảm mạc thành công từ nguồn giảm mạc của một nữ bệnh nhân tại Đắk Lắk hiện tầng khi qua đời. Hai bệnh nhân được lựa chọn sống tại thành phố Huế bị bệnh lý giảm mạc đã lâu, sống trong cảnh mùa loa trên 10 năm nay. Sau nhiều năm chờ đợi và theo dõi, ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2022, Trung tâm mắt Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành phẫu thuật ghép giạc mạc cho hai bệnh nhân từ nguồn giạc mạc của một nữ bệnh nhân tại Đắk Lắc hiện tăng sau khi qua đời. Một tuần sau phẫu thuật, thì lực của cả hai bệnh nhân đã được phục hồi một phần. Bệnh nhân đã có thể tự đi lại và nhìn mọi thứ trong tầm 2 đến 3 mét. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị và theo dõi sát để đảm bảo quá trình hồi phục của giạc mạc ghép tốt nhất với những nỗ lực của tập thể y bác sĩ và kết quả tốt đẹp của hai ca ghép giác mạc cho thấy mang lưới ghép giác mạc miền trung và tây nguyên sau khi được thành lập và đi vào hoạt động rất hiệu quả đáp ứng kịp thời được cả yêu cầu kỹ thuật chuyên môn và thời gian khi thu nhận giác mạc ở những nơi xa cũng như tâm nguyện của người hiến tấm lòng của người hiến giác mạc và gia đình rất được trân trọng và khuyến khích trong cộng đồng vì còn rất nhiều bệnh nhân đang mong chờ nguồn hiến tạng hai bệnh nhân được nhận giác mạc cũng đã thông tin đến trung tâm ghép tàng bệnh viện trung ương huế sẽ làm đơn đăng ký hiện tàng sau khi chết ngay trong ngày ra viện như một lời tri ân bệnh nhân hiện tạng cảm ơn tầm lòng nhân ái đã cho họ lần thứ hai được nhìn thấy ánh sáng tròn vẹn